Sau đây là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và cả nước hôm nay. Tại Ninh Bình, hôm nay có 1.429 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, công bố kết quả 9 ca dương tính, trong đó có 4 ca bệnh xác định mới và 5 ca bệnh tái dương tính. Tất cả các bệnh nhân đều được quản lý theo quy định. Toàn tỉnh thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho 20.779 người trên 18 tuổi đang có mặt tại Ninh Bình, đảm bảo kế hoạch đề ra và không ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm. Tại Việt Nam, bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, hôm nay cả nước có 7.491 ca mắc COVID-19 tại 55 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 1.754 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Bộ Y tế cũng đã tiếp nhận vật tư, trang thiết bị y tế hỗ trợ điều trị COVID-19 của Kiều Bào Anh Pháp ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu của đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, góp phần vào công tác phòng chống dịch.